Này, trước tiên sau đây thì thầy sẽ cho ông ta một cái chiêu đã. Chiêu cho ai như này, chiêu tìm đồng phân này là ứng dụng, chú ý này, phạm vi ứng dụng này là ST no đơn. Dĩ nhiên ST không no đơn cũng có cách ứng dụng khác, và ST đa chức cũng có, tại vì thầy dạy từ lâu rồi em ạ, được chưa? ST no đơn rất nhiều giáo viên follow thầy nhá. Ok, khó quên được, chính xác, làm sao mà quên được. Nào, chú ý nhá. Ứng dụng ST no đơn, thực ra, đúng rồi, ST là phần khó nhất lớp 12 em nhá. Thực ra ST no đơn, ST không no đơn cũng dùng được phương pháp này, nhưng phải dùng một cái biến thể khác. Và ST đa chức cũng dùng được cái cách này, nhớ chưa? Thế giờ các em nhìn này, những thanh niên nào muốn thì phải xe lại về tường nhá, không là thầy ẩn đi là mất hút đấy. Ẩn đi là mất hút luôn đấy. Ở đây mới nhìn có 38 xe thôi, hơi yếu xe. Nào, mình có này. Lưu ý cái này, ghi lại vào vở này. Nhớ cho thầy này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhớ chưa? Nhớ cho thầy. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Đây thầy giảng lại từ đầu cái skin này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Tại sao lại là 3, 4, 5, 2, 4, 8? Tại sao lại là 3, 4, 5, 2, 4, 8? Những bạn nào muốn biết tại sao mà muốn học đầy đủ ấy, thì lên YouTube, quánh cho thầy này. Đồng phân siêu nhanh nhìn chưa, kích vào đây cái nhá, có ông Minh Berlin này, đồng phân siêu tốc này, 21.000 lượt xem này, kích vào đây cái đấy là thầy sẽ giảng cho biết là tại sao lại là 3 4 5 2 4 8 nhá. Trong này thầy giảng lại hết cho ta biết là tại sao lại là 3 4 5 2 4 8, hiểu chưa? Còn lại trong phạm vi ngày hôm nay, các em chỉ cần học cho thầy là cứ auto cho thầy là 3 4 5 2 4 8. Ok, ở trong này có bạn Nguyễn Thu Thủy ngày trước là không hiểu gì, nhưng thầy giảng phát là hiểu ngay nhá. Vậy với ST thì sao? Các em lưu ý này, trước khi làm này, với ST này nó thuộc dạng R COO R phải. Cái điều kiện của ST nhá là anh R này phải lớn hơn bằng 1 carbon này. Anh R này lớn bằng 0 carbon, anh này phải lớn bằng 1. Tại sao nhỉ? Lớn bằng 0 có thể là HCO mà. Đúng không? Thì lớn hơn bằng 0 nhá, được chưa? Được chưa? Hôm nay các em sẽ được ông Minh Vlog hướng dẫn học đồng phân ET. Các thanh niên nào chưa xe thật nhanh về tường, xe thật nhanh, xe lại mẽ mà chấm vào để cho chúng ta không bị ngu vào ET nữa. Các thầy cô trên lớp toàn bắt dùng công thức và toàn bắt phải viết hết thôi. Ở đây mình không phải làm gì cả, mình dùng chiêu này của thầy thôi. Nhìn nhá, nhìn kỹ này. Đầu tiên thầy làm này, C4H8O2, 4 carbon no đơn này. Thầy phân tích về dạng nhá. Vậy ở đây thầy có này, đây là R1, đây là R2 đúng không? Vậy thầy được này, R1 cộng R2 xét về số nguyên tử carbon này, R1 cộng 2, R1 cộng 1 cộng R2 bằng 4. Nhìn kỹ nhá. R1 cộng 1 cộng R2 bằng 4. Vậy suy ra R1 cộng R2 bằng 3. Bây giờ như một đứa học sinh lớp 1, ta phân tích 3 thành tổng các số hạng. Đây, lớn bằng 0, lớn bằng 1, vậy là có 0 cộng 3. Được chưa nào? 1 cộng 2, được chưa nào? 2 cộng 1, được chưa nào? Có 3 cộng 0 không các em? Có 3 cộng 0 không các em? 3 cộng 0, thằng này lớn hơn bằng 1, đây là 0 rồi, vậy không được, vậy là loại. Được chưa? Vậy đọc này, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2 ghi trên đầu. Được chưa? Hiểu chưa? Vậy này, mình còn có này, 0, 1, 2, chỉ có 1. Nhớ nhá, tất cả những cái đấy ở trong video thầy đã giới thiệu rồi. Thầy đã lý giải tại sao rồi, 0, 1, 2, chỉ có 1. Vậy mình có này, 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 2 có 1. Dưới cộng, trên phải nhân. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng mình có 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đồng phân. Thì giảng cực kỳ chậm cho các em đấy. Các em có hiểu không nhỉ? Những bạn nào hiểu chấm cái để thầy biết nào. C, 4 đồng phân. Các em có hiểu không? Các em chấm cái để thầy biết nhá. Các em có hiểu không? Các thanh niên đang theo dõi video livestream thầy, các em có hiểu không? Các em hiểu thì chấm cái để thầy biết nào. Đấy, cái câu này rất là dễ thôi nhá. Sau đó mình sang câu số 2. Câu số 2 làm tương tự xem nào. Số 2 bao nhiêu đồng phân nào? Comment thật mạnh mẽ đáp án lên xem nào. Không có gì phải sợ sệt cả, học thầy Minh Mielin. Minh Mielin có nghĩa là thử sai, sai rồi mình sẽ thắng. Ok, thử sai, sai rồi mình sẽ thắng nhá. Nào, mình có này. Câu số 2, số đồng phân C5H10O2. Số đồng phân C5H10O2 là, lưu ý là đề bài hỏi ST. Chắc nhiều đứa là vẫn thấy sợ sợ đúng không? Tất cả các thanh niên nào thấy sợ sợ thì chú ý một lần nữa sang câu số 2 nào. Bạn nào chưa xe thì xe nhanh lại về tường nhé. Skin này rất kinh khủng, skin này bá đạo, skin này của thầy.
khẳng định lại một lần nữa, nó ở trên YouTube lâu lắm rồi. Ai làm theo là người ta đi học, kệ thôi, không quan tâm nhiều. Thầy chỉ muốn là share cho các em để cho các em biết, em không bị sợ về đồng phân nữa. Đồng phân ngày xưa toàn bắt phải viết hết ra này, xong rồi lại học thuộc công thức này, làm sao mà học được. C5 là 12, nhìn nhá. Mình có này, R1 cộng R2 bằng mấy carbon à? Comment mày, R1 cộng R2 bằng mấy? À thằng này 5 gì? 5 bỏ 1 carbon ở giữa là cái con 4. Đúng chưa? Đừng chơi công thức chết này này. Thành nhật là công thức là với thằng C5H10 này là chết này em này. Mình có là 0 cộng 4 đúng không? 1 cộng 3 đúng không? 2 cộng 2 đúng không? 3 cộng 1 đúng không? 0 cộng 4 cộng 0. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5. Cứ đọc cái thầy. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Được chưa? Của ông Minh Vlog chính xác. Ông Minh Vlog. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 mình có 2. 3 có 2. 4 có 4. 0, 1, 2 mình chỉ có 1. 1, 1. Vậy là 1, 1, 1, 1, 1. Được chưa? Vậy mình có này. Dưới cộng trên nhân. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, 4 cộng 2 cộng 1 bằng 9 các em ạ. 9 đồng phân nhé. 9 đồng phân đấy các thanh niên ơi. Các em nhìn thấy điểm đặc biệt chưa? Có tận 9 đồng phân luôn. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh. Mà các em nhìn thấy ở lúc này công thức sai, còn phương pháp của thầy đúng. Nhìn thấy chưa? Hãy cẩn thận khi đi thị học nha. Hãy cẩn thận những câu này khi đi thi học. Thanh niên nào chưa xe thật nhanh. Chấm cái xe thật nhanh. Các em có hiểu câu số 2 này không? Thanh niên nào hiểu câu số 2 chấm cái này để biết nào. Khẩn trương nhá. Nào tiếp tục sang câu số 3. Nào bây giờ thì tin thấy chưa? Bây giờ sang câu số 3 nào. Chúng ta phải học những người chuẩn. Số đồng phân ETE ứng với công thức phân tử C3SO2. Cái này chất như cái nước cất dĩ nhiên là Lan Anh. Thuộc luôn đáp án câu số 3. Số đồng phân ETE ứng với công thức phân tử C3SO2. Nào, số đồng phân ETE ứng với công thức phân tử C3H6O2. Nào, số đồng phân ETE ứng với công thức phân tử C3H6O2. C3H6O2 à? Thế vậy đơn giản thôi, mình có là gì nhỉ? R1 cộng R2. Thanh niên nào chưa xe lại về tường nhá. Xin thông báo là 130 bạn theo dõi mà mới chỉ có 65 xe là thế nào nhỉ? Thầy đang không hiểu. Các em ơi, các em xe, các em có quý thầy không? Các em quý thầy thì xe lại nhanh lại về tường nhá. Không là thầy ẩn video live stream gì đấy nhá. Nhớ là phải như hôm nọ bạn Dung, bạn Dung trong 5 bạn được điểm 10, nhưng bạn Dung lại là bạn may mắn nhất được thưởng sách, bởi vì trong 5 bạn đấy thì bạn Dung lại là một người mà share lại video live stream thầy nhiều nhất. Nên là sắp tới tối chủ nhật sắp tới lại thi, thế mà thi mà bạn nào mà lại được điểm cao nhất xong lại share lại nhiều video thì bạn ấy sẽ được thưởng. Được chưa? Một quyển sách trị giá 145k, quyển sách của thầy cực kỳ chất và cực kỳ kinh khủng. Chắc em biết rồi. Nào, số đồng phân ETE ứng với công thức phân tử C3SO2 mình có là R1 cộng R2, chú ý đề bài hỏi ETE nhá. Bằng 3 bỏ 1 carbon thì còn 2. Vậy là mình có 0 cộng 2, 1 cộng 1. 2 cộng 0 vứt đúng không em? Hello, chào Phạm Nhị Tâm. Tâm vào học đi xem nào. Chào Trịnh Nguyễn Uyển Nhi, quý thầy á. Ồ, thế thầy cũng quý em lắm, Trịnh Nguyễn Uyển Nhi ạ. Nào mình có à? Vậy mình có này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Không bị chặn xe đâu em ạ. Các em xe giúp thầy ở trong các nhóm và trong các group của các em nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2, chỉ có 1. 1, 1, 1, 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy 1 cộng 1 bằng 2. Vậy suy ra ta có 2 đồng phân. Chủ nhật mình vẫn thi ETE nhá Đinh Gia Lưu. Chủ nhật mình vẫn thi ETE nhá. Được chưa? Mình sang câu số 4 nào. Ui câu này mới khủng này. Số đồng phân ETE của C6H12O2 nào. Số đồng phân ETE của C6H12O2 thằng nào nhỉ? Em cũng muốn được nhận sách. Thế thì cày. Hoặc em có thể mua em ạ. 145k một quyển. Số đồng phân ETE phó sách thì em học level nó sẽ tăng phi cấp luôn. Câu số 4 nào. Số đồng phân ETE của C6H12O2 là xem nào. Số đồng phân ETE của C6H12. Mấy câu này dễ. Ừ làm thử đi Tâm. Nào C6H12O2. Bạn Tâm bạn là thanh niên lớp live VIP của thầy nên bạn thấy dễ các em ạ. Thôi ở đây là chỗ của team mất gốc. Chỗ này thì có đáp án E nhá. Là đáp án khác. Chỗ này thì có đáp án E đáp án khác. Chào Phan Lê Yên Nhi. Chào Trương Đức Phát. Chủ nhật em ạ, lịch thi thử lịch tối chủ nhật nhá. Nào mình có nào, C6H12O2 nào. Vậy mình có R1 cộng R2 bằng mấy em? 6 bỏ 1 carbon thì còn 5. Ok chưa? Vậy mình có 0 cộng 5, 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2, 4 cộng 1, không có 5 cộng 0. Giờ đọc nhá, 3, 4, 5, 2, 4, 8.
3 có 2, 3 có 2, 4 có 4, 4 có 4, 5 có 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1 thôi. 1, 1, 1. Tâm ơi comment đáp án nào. Chăm chỉ học vào nào. Tất cả các em comment đáp án cho nào. 1 x 8 bằng 8. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 2 x 1 bằng 2. 4 x 1 bằng 4. Vậy mình có cộng lại. 8 cộng 4, 12. 12 cộng 2 là 14. 14 cộng 6 là 20. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Thầy cho e để lừa. Chính xác, thầy cho e để lừa đấy. Các em ơi, 136 bạn đang theo dõi video live stream thầy. Các em có hiểu cái phương pháp này không? Nếu các em hiểu cái bài này thì chấm cái để thầy biết, để thầy còn giảng cho các em các phương pháp hay hơn nhé. Tất cả các bạn đã và đang học thầy thì các bạn đã được học các cái phương pháp cực kỳ dị rồi. Nào các em cùng, các em có hiểu bài không nhỉ? Chấm cái để thầy biết nhé. Sau đó mình sang câu tiếp, câu số 5. Câu số 5. Hôm nay như các em đã gọi thì thầy trả lời, đó là thầy sẽ tổ chức từ nay sẽ học lại từ đầu ST Lipid. Hôm nay là buổi số 1, đồng phân gọi tên tính chất hóa học. Tối thứ tư 20:30 nhớ hẹn nhá. Tối thứ tư này, tối thứ tư chúng ta lại mất gốc live chung. Tối thứ tư ta sẽ đi làm 40 câu nhận biết thông hiểu của ST. Thầy chuẩn bị đầy xong rồi, sáng mai thầy sẽ up lên cho chúng ta nhá. Nào mình sang câu số 5 này. Các em cùng comment đáp án câu số 5 thì đáp án gì. Đấy, chúng ta học thầy biết ngày xưa thầy đi học thì cũng biết là ST khổ lắm. ST ngày xưa thầy ST ngày xưa chúng ta toàn phải viết hết ra, nó rất là khổ. Đấy bây giờ các em nhìn thấy bây giờ mà 20 công thức của C6H12O2 mà viết hết ra có chết tôi không? Đúng chưa? Nào mình có câu số 5 này. Ok, khôi đoàn hiểu, rất tốt. Những thanh niên nào hiểu nhá, xe này về tường nhá. Xong tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream này giúp thầy nhá. Tag tất tần tận các bạn các em vào trong video livestream này với thầy, bởi vì đây là lần cuối cùng thì dạy lại từ đầu. Đây là cái phao cứu sinh cuối cùng dành cho tất cả các bạn và các em nhá. Không còn một cái phao nào nữa đâu. Thầy là người cuối cùng dạy lại từ đầu cho các em bởi vì thầy thương các em. Ok, tiếp tục nhá. Câu số 5 này. C4 là 8 O2. Gạch chân từ đơn chức. Tất cả các skin của thầy đều chất các em ạ. Lưu ý, đơn chức. Tất cả những thằng có dạng CnH2NO2 mà đề bài hỏi chúng ta là đơn chức thì các em phải nghĩ cho thầy hai thằng. Thứ nhất là axit có dạng RCOOH. Thứ hai là este có dạng R1COOR2. Vậy thằng axit này thầy biến đổi này, đây là C4H8O2 đúng không? Vậy thì có COOH vứt ra đây. Vậy anh này là C4 trừ đi 1C thì còn C3H7. Được chưa? Vậy là R này bằng 3. Có 3 carbon đây thôi này. Có 3 carbon đây thôi này. 3. Vậy là 3, 4, 5, 2, 4, 8 các em ạ. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 có 2. Vậy anh này có 2 đồng phân axit. 2 đồng phân axit. Sang ST nhá. Mình có này. R1 cộng R2 bằng bao nhiêu? 4. Bỏ 1 carbon đi này. 4 bỏ 1 carbon thì còn 3 carbon. Vậy nó bằng là 0 cộng 3. 1 cộng 2. 2 cộng 1. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1. 3 có 2. Các em làm cái chiêu này mai ra lớp các bạn cả lớp trầm trồ, cả lớp kinh sợ luôn. Thế nên là xe lại về tường để mai mà chúng nó mà có hỏi thì mình còn biết đường để mà gì. Bảo đây mày ông thầy ông dạy. Chiêu cực kỳ kinh, cực kỳ dã man, cực kỳ kinh điển luôn. Vậy mình có này, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, 4 đồng phân ST cộng 2 đồng phân axit. 4 cộng 2 bằng 6. 6 đồng phân em nha. Hãy cẩn thận bởi vì ở đây có từ đơn chức. Đơn chức thì xét cả axit và ST nên 2 axit 4 ST. Vậy là mình tổng cộng có 6. Ok, kinh đúng rồi. Đấy hôm nay bạn Trâm mới được học thầy, bạn Trâm mới thấy kinh. Trâm mà học thầy từ trước thì còn kinh nữa. Giờ tất cả các bạn trong lớp live VIP của thầy đều lên top lớp rồi. Trâm ạ. Đấy những bạn nào mà muốn đăng ký các khóa full video và khóa live stream của thầy hiện tại bây giờ đang giảm giá cực kỳ sâu, còn 250.000 cho 50 bạn đăng ký đầu tiên. Nếu em đăng ký đầu tiên thì inbox cho thầy để được giảm giá cho cả năm học nhé. Thầy nhắc lại là 250.000, 250k mỗi khóa cho cả năm học. Đây là thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các em đều vào con đường đại học, giống như tất cả các anh chị đã và đang học thầy. Được chưa? Xe để mọi người cùng giỏi, ok. ST không no, ST không no cũng sử dụng phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhưng bây giờ đang chữa phần này, đang chữa cho phần mất gốc nên thầy chưa tiện nói. Em, bạn Công Đỗ Thanh chú ý theo dõi thầy thật nhiều để thầy có thể hướng dẫn cho em phần ST không no. Sang câu số 6. Có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Lưu ý cho thầy từ đồng phân đơn chức. Đồng phân đơn chức, đồng phân đơn chức, vậy thì chúng ta lưu ý rằng đồng phân đơn chức của chúng ta thì sẽ có hai kiểu, một kiểu là axit, một kiểu là este đúng không? Một kiểu là axit, một kiểu là este. Vậy mình có này, kiểu axit này. Kiểu axit này. C5H10O2 về axit thì ta đưa về là C4H9COOH.
Vậy 4 carbon này. 4 carbon, 3 4 5. Ok, thank you Lý Thanh Thảo. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 chúng ta có 3 4 5 2 4 8. 4 ta có 4. Được chưa? Tôi vẫn ete này. R1 cộng R2 bằng R1 cộng R2 bằng bao nhiêu? R1 cộng R2 bằng bao nhiêu nào? R1 cộng R2 bằng 4. Vậy mình có này. 0 cộng 4 1 cộng 3. Đúng chưa? 2 cộng 2 3 cộng 1. Được chưa nào? Nhìn kỹ nhá. Vậy mình có này, 3 4 2 4 8, 4 có 4, 3 có 2, 3 có 2, 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, rất dễ như học sinh tiểu học. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng 9, 9 cộng 4 bằng 13 các em ạ. Đúng rồi, câu 6 đáp án E, 13 đồng phân. Ok chưa? Câu 6 đáp án E, 13 đồng phân. Xét cả đồng phân axit và đồng phân este, chúng ta có 13 đồng phân. 9 cộng 4 bằng 13. Ok? Hiểu chưa các em? Nào, bây giờ cùng thử làm một cái câu số 7 mạnh mẽ xem nào. Số đồng phân đơn chức của C6H12O2. Vừa mới chữa xong. Nhưng chú ý đơn chức phải xét cả axit. Đúng không? Nào, câu 7 nào. Số đồng phân đơn chức thầy chữa này có nhanh quá không các em? Các em có hiểu bài không nhỉ? Các em ơi, bạn nào mà hiểu bài thì chấm để thầy biết nhé. Chấm một cái xong rồi share lại video livestream về tường nhé. Để thầy biết là thầy giảng các em hiểu nhé. Không, thầy không biết là thầy giảng các em có hiểu hay không ấy. Nào. Ok nào. Câu số 7 nào. Số đồng phân đơn chức của C6H12O2. À, like hết hữu cơ thì sẽ like sang vô cơ Tuyết Nhi nhé. Em cứ yên tâm. Khi nào thầy like hết hữu cơ thì sẽ like sang vô cơ. Không có gì phải lo lắng cả. Thanh niên nào chưa share video livestream lại tường về tường thì share thật nhanh nhá, tại vì là tí nó like xong thì ẩn video livestream, bởi vì ở đây có những skin cực kỳ kinh điển rồi thầy. Khi thầy ẩn thì chỉ những video nào livestream, chỉ những video nào các em share lại ở trên tường thì sẽ còn, còn những video nào các em không share thì sẽ không còn ở trên tường các em nữa. Ok nào, câu số 7 nào. Số đồng phân đơn chức của C6H12O2 nào. Hỏi đơn chức thì xét đến axit và este đúng không? Vậy giờ mình có này, đồng phân axit dĩ nhiên là nhanh rồi. Học này mai lên lớp chúng nó trầm trồ C5H11COOH. Đúng chưa? 5, 5 có 8, 8 đồng phân axit. Nhìn chưa? Tiếp tục este này. R1 cộng R2 bằng 5. Mình có 0 cộng 5, 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2, 4 cộng 1. Được chưa? Nhìn chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa nào? Ok, thầy like nhiều, thầy có lịch like cố định mà em. Một tuần thầy like 2 buổi free cho các em mà. Và 2 buổi trong live VIP nữa. Tổng cộng 1 tuần thì live 4 buổi luôn. 0, 1, 2 mình chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. 3 có 2, 4 có 4, 5 có 8. 1 x 8 bằng 8, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 2 x 1 bằng 2, 4 x 1 bằng 4. 8 cộng 4, 12. Cộng 4 tiếp. Cộng 4 tiếp, vậy chỗ này là 20. 20 cộng 8, 8 đồng phân axit mà, 20 đồng phân este, 20 cộng 8 là 28. Cái này mà viết là thì chết. Phạm Văn Anh hoàn toàn chính xác, rất tốt. Các em thấy không, học thầy skin kinh khủng như vậy. Học thầy skin cực kỳ kinh khủng và cực kỳ kinh điển luôn. Thật là tiếc cho những bạn nào hôm nay không được kịp học theo thầy. Đúng không em? Hơi bị tiếc cho các bạn, nhưng không sao cả. Không sao cả. Đúng không? Đã có những cái xe của em. Đã có những cái xe của các em rồi. La nhiều quá thầy nổ cổ thôi, cố gắng em ạ. Có tâm quan tâm là được rồi. Nào, mình có sang câu số 8 á. Mình còn hai câu về đồng phân nữa thôi. Mình còn câu số 8 và câu số 8 để đại học khối A năm 2010 này. Tổng số chất hữu cơ mạch hở của công thức phân tử C2H4O2 này. Câu này hay. Câu này mới hay này. Phạm Vân Anh, Phạm Hiền. Rồi ok, nào câu số 8 đáp án gì các em? Câu số 8 là nó bị lừa đấy. Tâm thì comment xem biết không? Viết ra hết thì siêu to khổng lồ, chính xác. Thế nên thầy Minh là Minh Viên Lúc siêu to khổng lồ. Các em lưu ý nha, để bài hỏi chúng ta này. Tổng số hợp chất hữu cơ mạch hở cùng công thức phân tử. Lưu ý đây là hỏi về tổng số chất. Nào, tổng số chất hữu cơ. Hoàng Tấn à, thế thì em có thể theo dõi thầy trên Minh Violin Channel nhé. Tổng số chất hữu cơ mạch hở cùng công thức phân tử C2H4O2. Chào Nguyễn Vinh. Hello, chào tất cả các em. Các em chú ý học nhá. Nào câu 8 này, quan sát này.
Thằng này thuộc dạng CN2NO2. Đúng chưa? Vậy mình nghĩ ngay đến thằng đồng phân là axit. Thôi bây giờ cái này ít thì thầy viết cho chúng ta nhìn. Không mấy đứa lại bảo là ông thầy này ông ấy suốt ngày ông không viết. Ông không biết viết CH3COH đây đồng phân axit. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo là đồng phân este. Đây thì viết cho cả lớp nhìn HCOCH3. Được chưa? Còn cái cuối cùng nữa nhiều đứa quên mất cái này này. CHO CH2OH. Được chưa? Vậy tổng cộng nó có 1, 2, 3 3 đồng phân. Bởi đây bây giờ hữu cơ mạch hở. Hiểu chưa? Chứ nếu hỏi đơn chức thì chỉ có hai này thôi. Nhưng hỏi hữu cơ mạch hở là có 3. Ok, các em hiểu bài chứ? Ngồi nói toát hết mồ hôi, đầu học các kiểu. Bây giờ sang câu số 9. Số 9 này thầy lại phô chúng ta một skin cực kỳ kinh dị của thầy tiếp theo. Cái này mà không có thầy bọn em phải dùng công thức. Cái này mà không có thầy bọn em phải viết hết ra. Thế nhưng bây giờ thầy share cho chúng ta skin này. Những thanh niên nào chưa share, share thật nhanh về tường nhá. Làm sao hôm nay phải share chấm mạnh mẽ lên được hơn 200 bạn chứ mãi lẹt đẹt 140. Ngày trước 2K1 theo dõi thầy còn lên được 1,3K bạn theo dõi rồi. Nhưng vẫn nhiều bạn đến lúc mà thi mới bảo là thầy ơi ước gì em biết đến thầy sớm hơn. Bởi vì thầy có cái chuỗi skin 01, 02, 03, 04 rất là bá đạo đối với team 2K1 năm ngoái. Và năm ngoái các em nên nhớ rằng là thầy còn tủ trúng đề. Nên là nhớ là xem theo dõi tất cả các live stream của thầy. Bởi vì đấy những bạn nào theo dõi thầy từ trước thì biết là năm ngoái thầy tủ trúng câu điện phân này. Thầy tủ trúng câu muối amoni là một trong số những câu vận dụng cao. Còn là những cái câu đằng trước thì trúng suốt. Sách đề thầy trúng suốt. Nào mình có nè. Nào mình có nè. Câu số 9. Câu số 9. Số 3ST. Thủy phân gồm glycerol. Glycerol này. Đây glycerol này. Đây glycerol này không quên. Hai axit CH3COOH C2H5COH có nghĩa hai axit này thay nhau cắm nhau vào thằng glycerol. Vậy thì đặt thằng axit này là 1, thằng axit này là 2, cắm mà có 3 vị trí cắm. Chú ý cho thầy cụm từ là đề bài nói là đều thu được sản phẩm gồm glycerol và hai axit, có nghĩa là trong sản phẩm này phải có hai axit này. Do trong sản phẩm phải có hai axit này nên chắc chắn trieste phải chứa cả thằng 1 và cả thằng 2. Hiểu chưa? Vậy mình sẽ có này, 1 1 2 1 2 1 2 1 1 bị trùng nhá. 2 1 1 bị trùng với 1 1 2 không tiến cầm thằng 2 này, quay đầu lên là thành 1 1 2. Ok chưa? Tiếp tục nha. Thầy vẫn dạy song song giữa free và giữa free và live VIP như Thanh Đảo nhá. Một tuần 2 buổi live chung, một tuần 2 buổi live VIP. Ok. Tiếp tục thì có 2 2 1 2 1 2. Hết rồi. Hết rồi các em ạ, các em phải đọc kỹ nhá. Hết rồi. Vậy đáp án của mình là chỉ có mấy thôi? 1 2 3 4. Rất nhiều bạn bị lừa chọn 6. 6 là bọn em cho thêm là 1 1 1 gì? Thầy hỏi 1 1 1 thì có thủy phân ra được cả hai axit này đâu? Không, chỉ có một thằng này thôi. Nhiều bạn cho 2 2 2 gì? Làm sao thủy phân ra được anh này? Hiểu chưa? Hiểu các em sai đâu chưa? Các em đã hiểu sai chưa? Sai là sai chỗ đấy. Chúng ta đọc kỹ là đều thu được sản phẩm gồm glycerol và hai axit này. Phòng bà bảo tác không bằng ngữ pháp Việt Nam. Nhá. Hiểu chưa? Đấy những thanh niên nào thấy sai, học thầy là học sai, học thầy là học từ những cái sai. Nhá, thầy like đây, thầy like vào tối thứ. Đây, lịch like của thầy đây. Đây, 20 giờ tối thứ hai hàng tuần này, 20 giờ 30 tối thứ tư, buổi tiếp theo là buổi 20 giờ 30 tối thứ tư. Nhá, đều là lớp like mất gốc, được chưa? 20 giờ 30 tối chủ nhật là thi thử biết điểm. Ngay sau khi thi, buổi tới là thi thử về ST nhá. Nhắc lại cho các em nhớ. Các em ơi, các em hiểu hết đồng phân chưa? Các thanh niên nào hiểu hết đồng phân rồi thì chấm cái để thầy biết. Sau đó mình sang phần tên gọi bị lừa sấp mặt luôn. Sang phần tên gọi bị lừa sấp mặt luôn. Các em nhớ là đặt xem trước thầy ấy. Đặt xem trước thầy thì cứ bất kỳ mà thầy có một cái live stream nào là các em được nhìn thấy ngay. Thứ hai là dạo này là thầy sẽ live stream chủ yếu trên fanpage. Thế nên là các em tương tác thật nhiều fanpage để lên fan cứng. Cứ lên fan cứng là auto share thật nhiều bài của fanpage vào. Là lên fan cứng là được auto được thông báo nhá. Thầy chưa ăn tối là này. Thầy chưa ăn tối là này. Ừ đây thầy đang dạy lại từ đầu đấy Hoàng Hà Tố. Dễ lắm, ok. Đấy, tiếp rồi. Ok, bây giờ mình sang phần gọi tên nhá. Nào, giờ mình sang phần gọi tên của các em. Câu số 10 gọi tên là gì? Giờ dễ dàng hơn rồi. Đấy, về phần đồng phân bạn nào vào sau thì xe lại đi đô live stream về tường. Chốc nó chúng ta học lại nhá. Ok chưa?
Nào mình có câu số 10 nào. Số 10 đáp án gì các em? Nào, chào Đỗ Bảo Trâm. Ok, câu số 10 đáp án gì nhỉ? Đây, có fan cứng rồi, Trịnh Phan Đăng Quang. Câu số 10. Estemetin acrylat. Estemetin acrylat có công thức là gì? Estemetin acrylat có công thức là gì? Hello Tâm. Chào cả nhà. Đặt xem trước. Ok, đúng rồi, phải đặt xem trước đấy. Xem trước cả fanpage và xem trước cả của thầy. Đấy, Trịnh Nguyễn Hiểu Nhi tí quên mất câu đấy. May nhá. Nào. Estemetin acrylat. Tâm ơi, Tâm xe giúp thầy vào trong nhóm live VIP của lớp mình nhá. Xe cả vào trong nhóm live VIP ở trên lớp ấy. Thầy vừa nãy bị chặn nên là không làm gì được. Nào, câu số 10 nè. Estemetin acrylat có công thức là gì? Thế chú ý nó là phải metin. Metin là đuôi OCS3, ok. Thằng này là đuôi vinin, vứt OCS3, ok. Acrylat thì thằng này là acetat vứt. Vậy đáp án đúng đây, acrylat đây. Đáp án đúng đáp án C các em nhá. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Nào mình sang câu số 11 nào. Este vinin acetat có công thức là Este vinin acetat có công thức là gì nhỉ? Nhóm thế của nó phải nhóm thế vinin đúng không? Vinin là CH nối đôi CH2 đúng không? Nhiều bạn quên thằng này đấy. Đây là nhóm thế vinin nhá. Đây là nhóm thế vinin. Vậy anh này là OCS3 vứt. Đây vinin đây. Vậy đáp án đúng đáp án B cả nhà nhá. Những thanh niên nào sai thì phải sửa ngay. Được chưa? Những thanh niên nào sai thì phải sửa ngay. Các em giúp thầy share trong tất cả các nhóm, các group mà các em làm thành viên nhá. Giúp thầy share để chúng ta có thể cộng hưởng lại, để chúng ta cùng có thể khủng hơn, để năm tới chúng ta không bị sợ môn hóa nữa. Đúng không? Thầy thấy rất nhiều bạn sợ hóa, nhưng hóa cực kỳ dễ. Nào mình sang câu số tiếp theo nào. Câu số 12 nào. Câu số 12. Estephenin acetat. Vậy phenin là gì? Phenin là C6H5. Đây nhóm thế phenin. Tiện thể hôm nay thầy dạy lại cho chúng ta từ đầu luôn, đúng không? Đây thầy đang dạy chúng ta từ mất gốc mà. Vậy là nó phải là OO C6H5. Đây, OCS2C6H5 vứt. Đây là nhóm thế benzin. Vứt. Này có rất nhiều câu. Này có 45 câu. 45 hay 40? 40 câu em ạ. Nha. Hôm nay mình chỉ học full lý thuyết thôi. Hôm nay mình học full lý thuyết, buổi sau mình học bài tập. Nhá. Anh này là OCS3 vứt tiếp này. Anh này mình vừa học xong nhóm thế vinin vứt nốt này. Thế thằng này đúng à? Ồ, đề rất là tinh nhá, đề rất là xoáy nhá. Đề viết ngược này, em nhìn đề viết ngược này. CH3COOC6H5. Không biết cái lão nào ra đề mà đề xoáy thế không biết. Chẳng biết cái lão nào ra đề mà đề xoáy thế. Các em bị mờ không? Mà Tâm mà đang kêu bị mờ này. Bạn nào bị mờ thì thoát ra vào lại nhá. Ông nào ra đề xoáy thế? Đáp án đúng đáp án D. Ok, các em hiểu chưa? Nào sang câu 13 nào. 13 đáp án gì nào? Estetin acetat có công thức là lác bất cả tiếng thầy cơ. Trời đất. Toàn bị block, khổ thân. Công Đỗ Thành, không sao cả em ạ. Em chia sẻ nhiều thì là khi mà em giải đề mà được điểm cao là em sẽ được auto, được thầy nhớ tên các thứ. Được thầy nhớ tên là hơi bị đặc biệt, bởi vì thầy hay quên. Nào, mình có nào. Câu 13. Tâm bị mờ thì Tâm thoát ra xong vào lại đi Tâm. Nào câu 13 nào. Cái thằng etin acetat này chắc là học ở trên lớp học nhiều lắm rồi này. Etin acetat thì là gì nhỉ? Đây thằng này là ancol ethylic vứt. Đúng chưa? Thằng này là gì? Acid acetic vứt. Đúng chưa? Thằng này là gì? Anhid acetic vứt nốt. Đây etin acetat. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Đấy rất tốt. Thầy thấy có rất rất nhiều bạn comment đúng đáp án ấy, rất chính xác. Nào mình tiếp này. Câu số 14. Este isobutin acetat có công thức cấu tạo nào sau đây? Este. À thầy nhắc cho tất cả các bạn nhá. Thầy nhắc tất cả các bạn đang sử dụng sách của thầy là tối thứ tư là livestream là tài liệu có trong sách rồi, nên khi thầy đăng tài liệu đó các em không cần phải in nữa nhá. Tất cả các bạn sử dụng sách hữu cơ lớp 12 của thầy đấy, cái quyển sách mà thầy đăng lên đấy, mà ship đến tận tay các em rồi ấy, thì là tối thứ tư là mình livestream mình chữa phần este 4 mức độ ở bên trong quyển sách đấy nhá, nên các em không cần phải in ra nữa nhá. Tối nay mình chữa ở trong quyển sách đấy thôi. Còn những bạn nào mà chưa có sách thì các bạn mới cần phải in cái file PDF sáng mai thầy đăng lên nhá. Nào câu 14 nào. Este isobutin acetat có công thức cấu tạo nào sau đây? Isobutin nhá. Isobutin là thằng này. Đúng chưa?
Vậy phải là OO COO thằng này. Thế mà acetat là CH3 rồi. Xem nào. CH3 COO, đây có 1 2 3 carbon vớt 4 carbon butin là 4 các bạn. Vớt. Xem nào. OCH3 vớt nốt, đúng chưa? Vớt nốt đúng chưa? Thầy nhớ được tên Lan Anh rồi. Thầy nhớ được tên Tâm rồi. Nào, đây này, CH3 này. 1 2 3 4 carbon thỏa mãn. CH3 này. 1 2 3 4 carbon thỏa mãn. Nhưng đề bài nó ta là isobutin. Mua hết thì càng tốt, hay mà còn không thì em mua quyển hữu cơ cũng được. Hữu cơ đang học trước. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Pu Thị Vi ơi, những bạn mà đặt hôm 31 tháng 7 là hiện giờ là có sách rồi, khả năng cao là sách đang trên đường ship đến em. Còn nếu mà em còn, hoặc là thế em đã, những bạn nào mà chưa có chị nào gọi điện ý, thì chắc chắn là gọi điện cho em rồi, nhưng mà máy là thuê bao đấy, thì em có thể là đăng ký lại với thầy nhá, inbox cho thầy nhá, inbox lại cho thầy. Những bạn nào mà không có ai gọi điện đến thì inbox lại cho thầy. Nào, câu 15. Câu 15. Còn những bạn nào mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký ngay lập tức tại đây. Inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy ngay, inbox vào fanpage hoặc là inbox vào nick cá nhân, tốt nhất là nên inbox vào nick cá nhân hoặc inbox cho cái chị mà thầy đang tag ở trong cái bài này này. Câu 15, công thức cấu tạo của anilin acrylase. Công thức cấu tạo của anilin acrylase. Nào, công thức cấu tạo của anilin acrylase nào. Công thức cấu tạo của anilin acrylase. Anilin acrylase. Nhóm anilin là gì? Đây nhóm anilin đây này. Nhiều đứa bị không biết nhóm anilin. Đây là nhóm anilin. Nhá, đây là nhóm anilin. Nối đôi làm đầu này, một hydro mất ở đầu này. Nhìn chưa? Vậy thằng này là vinin này, vứt. Thằng này vinin, vứt. Thằng này anilin, lấy. Thằng này không anilin nhá. Vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, rất tốt. Thầy thấy hôm nay có rất nhiều bạn comment đúng và trả lời đúng luôn. Cực kỳ vui luôn. Hôm nay học cực kỳ vui thế này thì thầy livestream free đều đều. Đúng không? Các em comment thật nhiều xong rồi xem video livestream lại thật nhiều thì thầy sẽ cố gắng thể livestream thật nhiều free cho em. Nha, lớp live VIP chúng ta vẫn cứ học như vậy thôi. Lớp live VIP là tiếp tục sang câu 16. 16 này tiện thể mình học thuộc luôn cả tính chất vật lý luôn. Chúng ta biết rằng là thi đề thi trung học thông quốc gia dạo gần đây rất hay hỏi khá là nhiều về tính chất vật lý. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải thuộc những cái mùi, ví dụ như mùi thơm của chuối chín, mùi thơm của hoa nhài, thầy đã đè nén vào trong này cho các em rồi. Nên là không có gì phải lo lắng hết, không có gì phải sợ hết. Thầy Minh Merlin cân tim cho các em. Nào. Câu 16. Isoamin acetat. Isoamin acetat. Vậy thì viết để chúng ta isoamin nhé. Isoamin này, 5 carbon. Được chưa? Cắm vào đây. Đây là isoamin. Acetat là CH3COO. Được chưa? Xem nào. CH3CO này. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ đúng là mày rồi. Vấn đề ở đây là thầy viết ngược thôi. Ông nào ra đề mà xoáy thế ông đi viết ngược. Viết thuận còn chẳng ăn ai. Thì viết ngược đề. Anh này chính là viết thuận lại của anh này. Đáp án đúng chúng ta là đáp án à các em nhé. Làm mấy cái đề của thầy phải tinh ý mà. Hello chúp chúp. Bạn nào lần đầu gặp thầy như khai sáng được đầu óc. Đúng rồi, chính xác. Nào câu 16. Chúp chúp xem về tường chưa? Bạn nào chưa xem về tường xem là nhanh về tường nhá. Xong tắt tất cả các bạn bị mất gốc ở đây nhá. Mình xong câu 16 rồi. Ok các em hiểu không? Nhớ ghi lại nhá. Đây này, isoamin acetat. Rồi mình sang tiếp câu tiếp theo. Câu số 17 lag á. Hình như là mạng của em thôi chứ ở đầu thầy nét căng, thầy mới update mạng mới luôn. Nào câu 17 nào. Câu thứ 17. Ông nào mà dã man thế ra đề mẹ toàn lừa học sinh. Chết giờ. Nào câu 17 nào. Este có mùi thơm của hoa nhài. Úi dồi ôi, cái này yêu cầu học thuộc đấy. Thì để học bằng này là chết. Xe trong nhóm lớp nó chúp chúp nhá. Thanh niên nào chưa xe về về tường thì xong rồi xe cả vào trong nhóm lớp giúp thầy. Nào câu 17 nào. Este có mùi thơm của hoa nhài. Este có mùi thơm của hoa nhài. Este nào mùi thơm? À đúng rồi, bạn thầy nhìn thấy bạn comment này. Trịnh Nguyễn Uyển Nhi này, benzin acetat. Chính xác. Benzin acetat. Mùi thơm của hoa nhài. Rất tốt. Ơ sao anh lại không nghe thấy? Em thoát ra xong vào lại xem nào em ơi. Câu 18 nhá. Câu 18 nhá. 18 xem nào. Estin isovalerat có mùi thơm của trái táo chín. Estin isovalerat có mùi thơm của trái táo chín. Công thức cấu tạo của este này là estin này, iso này, valerat này, có mùi thơm của trái táo chín. Isovalerat, thầy dạy các em một cách học thuộc. Thầy dạy các em một cách học thuộc nha, nghe kỹ này. Va. Công nghệ va đấy. Va đây gì? Làm A là số mấy? 5. Được chưa?
Vậy là 5 thì ta sẽ được gì nhỉ? 5 carbon. Vậy là iso và arelat là anh này. 5 carbon. 1, 2, 3, 4. COO. Etin. C2H5. Ok. Vậy đây gì? Mình nhìn xem nhá. COCH5 được. COCH5 được. COCH3 vớt. COO cái gì đây? Vớt. Loại hai thằng rồi. Còn hai thằng này. Đầu này có 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vớt. 1, 2, 3, 4, 5. Lấy. C. Dễ không em? Đấy, đấy, đấy là cách học thuộc theo mình vừa đi. Nha. Đấy là cách độc lập theo mình vừa đi. Dã man chưa? Ok chưa? Nào mình sang câu tiếp, câu số 19 nào. Câu tiếp, câu số 19 nào. Etin butyrat có mùi dứa, tìm xem đó là chất nào. Những bạn nào mà bị các em có nghe rõ thầy nói không? Bạn nào mà có bị không nghe rõ thầy nói thì các em thoát ra xong vào lại nhá. Thoát ra vào lại là chắc là được thôi. Câu 19 à. Etin butyrat có mùi dứa, tìm xem đó là chất nào. Chú ý nha, tối thứ tư là buổi cực kỳ quan trọng, thầy đã dạy cho ông ta cả về phương pháp làm bài tập. Nhá. Nên là nhớ 120 bạn chú ý theo dõi. 20 giờ 30 tối thứ tư chúng ta giải bài tập ET. Giải bài tập ET. Đây là trong chuỗi live stream học lại từ đầu ET của thầy. Ok. Tiếp nào, câu 19 nào. Etin butyrat có mùi dứa. Butin 4 carbon. 1 2 3 4 OO C2H5. Đây vậy là đuôi là OCH5. OC3 vứt. OCH5 được. OC3 vứt. 4 carbon nhé. 1, 2, 3, 4. Lấy. B, bó. B bảo, ui thôi Khanh Hồ sao vào muộn thế em. Được chưa? B bỏ tên này. B bỏ, các em nhìn rõ chưa? Đáp án đúng chúng ta có 19 đáp án. B bỏ. Các em ơi, thế là từ nãy đến giờ chúng ta về gọi tên. Đâu, trường ơi, đây đâu phải là buổi đầu. Đây là buổi đầu tiên mà trường. Đây là buổi đầu tiên ấy. Em bắt đầu được luôn ngay từ bây giờ mà. Sang phần tính chất học nó lại khác mà. Nên em đừng có rất nhiều bạn là bị nghi ngờ về bản thân của mình. Không vấn đề gì cả. Bây giờ để các em đều có thể theo được kịp hết. Nào cũng comment đáp án của 20 xem nào. Cũng comment đáp án của 20 cho thầy xem nào. Các thanh niên lớp live VIP giúp thầy share video live stream về tường. Xong rồi là share vào trong nhóm live của lớp mình nhá. Được chưa nào? Khẩn trương nào, câu 20. À Khanh Hồ bây giờ đi học mới về không sao. Chăm chỉ là tốt. Chốc nó xem lại từ đầu cũng được. Nào, câu 20 nào, câu 20 nào. Chúng ta còn 20 câu nữa thôi, câu 20 đáp án gì nhỉ? Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là gì? Thủy phân este trong môi trường kiềm nhé. Trong sách của thầy là ghi hết rồi. Trong sách của thầy là ghi full lý thuyết rồi. Có cả tóm tắt, bài tập, có cả chia dạng rồi. Bây giờ mình chỉ có giải thôi. Nhá, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là phản ứng xà phòng hóa. B. A đúng không? 20 đáp án A. Ok. Sang câu 21 nào. 21 đáp án gì các em nhỉ? Dimethinoxalat. Gọi tên này lẫn vào đây à? Sao gọi tên này lẫn vào đây nhỉ? Dimethinoxalat có công thức cấu tạo là. Thề với các em mấy câu cuối cực kỳ hay, cực kỳ xoắn quẩy luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang giải những cái câu dễ dễ này đã xem nào. Để đây là mình đang đi là làm chắc lại kiến thức mà. Mình làm chắc lại kiến thức thế nên là các em chú ý giải được kỹ nhá. Các em nên nhớ rằng là có rất rất nhiều bạn bị làm sai ở những câu dễ. Và chúng ta phải chiến thắng ở những câu dễ thì chúng ta mới có cơ hội mà mơ đến những câu khó được. 19B Lan Anh ạ. Chính xác 19B Lan Anh nhá. Đây 19B này. Lan Anh nhìn chưa? 19B nhá. À, câu 21 dimethinoxalat. Dimethinoxalat. Vậy nó phải là hai đuôi thằng metin. Hai đuôi metin là OCH3. Đây OCH3, OCH3 này. OCH5 vứt. OCH3, OCH3 được. Đây là OCH2 này không phải. Đúng không? Vậy chỉ còn hai này. Oxalat là của axit oxalic. Oxalic là COOH. COOH. Vậy đáp án đúng đáp án C. Nha, đáp án đúng đáp án C các em nhá. Hello Trang Chan. Tất cả các bạn và các em giúp thầy nhanh tay share video live stream lại về tường. Những bạn vào sau thì có thể xem lại được. Rồi chưa? Xong rồi tag tất cả các bạn có em vào trong video live stream này. Nha, hân hạnh được giúp đỡ, hân hạnh được tài trợ buổi live stream học lại từ đầu ST ngay từ đầu. Đấy các em chú ý rằng là thầy có hai buổi học ST lại từ đầu. Buổi hôm nay là buổi về full lý thuyết, buổi hôm sau là buổi về chia giảng bài tập. Đấy các em cần chú ý theo dõi hai buổi. Một buổi là vào tối nay, một buổi là vào 20:30 tối thứ tư. Chú ý nha. Là mình có nào, sang câu 22 nào. Câu 22.
Một ethyl công thức phân tử là C3SO2. C3SO2 nó có phản ứng trắng gương à? Nó có phản ứng trắng gương với AgNO3 trong NH3. Thế thì lưu ý điều kiện để tráng gương, để tráng gương đó là hoặc là phải có chó hoặc là phải có nhóm HCOOR phải, được chưa? Vậy mình nhìn này, thằng này không có chó không HCO vượt, thằng này không có chó không HCO vượt, hàng này C3 đếm này, 1 cộng 3 4, 4 các bón một rồi đấy, chỉ bảo 3 C3 6 vượt. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. À, được chưa? HCO CH5. Ok. Các em hiểu không? Rất là dễ đúng không? Thế nên là cái chỗ mà điều kiện trắng gương này phải lưu lại nhá. Điều kiện trắng gương phải lưu lại nhá. Nhớ chưa? Rất nhiều bạn năm ngoái bị học sai đấy, rất nhiều bạn năm ngoái học sai bảo trắng gương có cả thằng ăn một in là chết. Nhá. Sao tại sao Trang Trang này là thấy cậu nên ghé qua thôi? Không phải là thấy thầy à? Thầy buồn quá. Trang Trang ạ, à, thầy tưởng là em thấy thầy nên phải em vào học, chứ em lại thấy cậu nên ghé qua thôi này, quá buồn. Thầy dạy hay như thế này cơ mà, buồn quá đi, buồn mất thôi. Nào có 23 nào. 23 đề minh họa lần 2 năm 2017. Đề minh họa lần 2 năm 2017. Để ở đây chúng ta đang làm, chúng ta đang làm những cái đề rất là sát thi. Đây là thi năm 2017, trong đề thấy có cả 2018 nữa. Cập nhật cực kỳ mới luôn. Để chúng ta thật sát. Nào. Ok nào, có 23 nào. Thủy phân este C4H6O2. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được aldehyde. Cái này rất hay thi em ạ. Thi cực kỳ nhiều luôn ý. Thi cực kỳ nhiều. Thằng này thủy phân ancol CH3OH, đứa nào đi chọn anhydride, thằng này là ngu bỏ luôn. Được chưa? Nào ý B này. Nào ý C này. Ý C này. Thằng này ra được CH3OH chứ không phải ra anhydride. Thằng này ăn côn. Vứt tiếp. Được chưa? Giờ còn thằng B và thằng D. Quan sát nhá, thằng D này. Gạch chéo đây phát tạo thành CH2 nối đôi CH gạch CH2 OH. Ăn côn. OH đính carbon no là ăn côn kem ạ. Thằng B nhá, gạch chéo đây phát tạo thành CH2, nhìn non thầy giảng bản chất này, OH cắm ở đây, ngay lập tức không bền, biến thành CH3 CSO aldehyde. Nhớ cho thầy cái thằng này xem. Mọi thằng có dạng RCO CH nối đôi CH2 đều thủy phân ra aldehyde, nhớ chưa? Đáp án đúng, đáp án 7. Nhớ nha, chú ý. Chú ý. Mọi thằng có dạng RCOO CH nối đôi C H R phải thủy phân ra aldehyde. Rất hay thì, rất rất hay thì. Bạn nào chưa kịp lưu lại thì lưu lại thật nhanh. Nhá, hiểu chưa? Trình Nguyễn Điểu Nhi, đấy, rất tốt. Sang câu 24. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Câu 24. Đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Đấy. Các thanh niên nào muốn đăng ký các khóa live, khóa full video, thầy thì nhanh tay ngay lập tức đăng ký với thầy. Thầy chỉ khuyến mại cho 50 bạn đầu tiên với trị giá mỗi khóa sale cực kỳ kinh luôn, 250k một khóa học cả năm, được chưa? Còn sách của thầy là trị giá 145.000, quyển sách hữu cơ chia dạng chi tiết, giải full chi tiết, có live stream giải. Nào câu 24, xà phòng hóa hoàn toàn C3 CH3 CO CH5 trong dịch nào mắt đun nóng thu được muối công thức, thế thì thu được là CH3 COONa cộng với lại C2H5 OH. Vậy là anh này là C2. C3CONa đúng không? Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Đáp án đúng, chúng ta đáp án C các em nha. Nào mình sang câu 25 nào. 25 đáp án gì? Giờ để một chút cho các bạn cùng comment xem nào. 25 đáp án gì nhỉ? 25 nghe vẻ khó đấy, chúng ta còn 15 câu nữa thôi các em ạ. Chúng ta chỉ còn 15 câu nữa thôi. Yes, see. Cực kỳ dễ mà đúng không? Nào C25 nào. Đun nóng. Đây đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 nhé, thì không nói điều nhé. Đấy, nên là học cực kỳ dễ thôi. Các em cứ theo thầy là thấy cái gì nó cũng dễ hết. Thế nên là các anh chị có thể thi cực kỳ điểm cực kỳ cao. Câu 25. Đun nóng este với một lượng vừa đủ NaOH, sản phẩm thu được là, thì mình thu được là CH3COONa đúng không? CH3COONa và C2H5OH. Đáp án đúng, chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ok.
Nào mình sang câu 26 nào. 26 bây giờ đáp án gì? 26 bây giờ đáp án gì nhỉ? 26 bây giờ đáp án gì cả nhà? Nào comment xem nào. 26 đáp án gì nhỉ? Có đấy. Căng đấy. Thủy phân STX trong môi trường kiềm thu được natri acetat CH3CONa và ancol ethylic C2H5 OH. Vậy chắc chắn nó phải đi từ từ ST là CH3COOC2H5. Được chưa? Vậy là CH3COCH5 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Gì các em nhá. Dễ không? Nào. Ok, được rồi. Bye bye Tâm. Chào Tâm nhá. Những bài này Tâm học rồi mà, trong lớp live VIP học rồi mà. Thế like lại thôi mà. Câu 27. Thế like lại cho tất cả các bạn live VIP nào mà chưa học, những bạn live VIP nào mà chưa coi thì các bạn đều có thể coi ngày hôm nay. Nga các em giúp thầy xem video live stream lại về tường để cho tất cả các bạn chưa biết đến thầy để cùng có thể học được thầy. Ok. Mình sang tiếp nào. Mình sang tiếp nào. Câu 27 nào. 27 đáp án gì nhỉ? 27 đáp án gì đây? Đun nóng với một lượng vừa đủ NaOH. Đun nóng với một lượng vừa đủ NaOH, sản phẩm thu được là, thì viết phương trình nhé, cộng với NaOH này. Em nhìn kỹ này, cái chéo đây phát này, phải thu được này, CH2 nối đôi CHCOONa cộng với lại CH3OH, đừng để bị nhầm. Vậy 27 đáp án gì các em? Vậy 27 đáp án gì các em? 27 đáp án gì nhỉ? 27 đáp án gì đấy? 27 chúng ta đáp án gì? CH2 này, nối đôi CH CONa CH3OH. Hello Gương Giang Vũ, lên đây nhiều bạn gặp được bạn thế, nhiều bạn gặp được bạn cũ thế. Nào tiếp tục. 28 khó một chút xíu đây. Thầy Đấn đang giữ nó. 28 khó một chút nữa đây. 28 khó một chút xíu đây, không biết các thanh niên nhà thầy có làm được không nhỉ? 28 đáp án gì cả nhà ơi? 28 đáp án gì nào? 28 đáp án gì nhỉ? Em quen thầy Trịnh Nguyễn Nguyễn Nhi ạ. 28. Hợp chất Y công thức phân tử C4H8O2. Hợp chất Y công thức phân tử. Được. Học xong mối amoni chưa? Mà ngoi ngóp lên đây. Tác dụng với NaOH, sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Nó có thể dùng skin nhá. 4 carbon nhìn kỹ để dùng skin này. 4 carbon này, trừ 3 carbon còn 1. 8 hydro cộng 1 hydro là 9. 9 trừ 5 còn 4. Natri, natri hết. 2 cộng 1 là 3, trừ 2 là O. Vậy, đuôi này chính là CH3OH. Vậy, anh này chắc chắn là C2H5COO. Xét 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta chắc chắn là đáp án C các em nha. Câu 29 nào. Câu 29 nào. 29 đáp án gì nào? 29 đáp án gì nào? 29 này khoai một chút xíu đấy. 29 này hơi bị khoai sọ một tí đấy. Cẩn thận, không biết là có làm được không đây. 29 đáp án gì? 29 đáp án gì? Các em nom nhé, các em nom nhé. Các em nom kỹ nhé. Các em nom kỹ thì hướng dẫn từng tí một cho chúng ta hiểu này. Nhìn thật kỹ này. Thủy phân C4H6O2 mặt xúc tác axit vô cơ thu được hai sản phẩm hữu cơ. Oxy hóa sản phẩm này thì được sản phẩm kia. Lưu ý từ oxy hóa. Thì tương đương với việc là hai sản phẩm có cùng số lượng carbon. Nhớ chưa? Đăng ký đi inbox cho thầy Hồng Hà Tô nhé. Vậy mình nhìn này, anh này có 3 carbon, anh này có 1 carbon, vượt 2, 2, ok. 3, 1, vượt 2, 2, ok. Nhưng đây là C4H6, đây là C4H8 mất rồi. Loại nốt. Đây là C4H8 mà các em. Nhưng đây bài nói là C4H6 mà, đừng để bị lừa nhá. Trời đất ơi. Làm ơn làm ăn bề. Hello Hiền Nga. Chào cả nhà. Các em thấy chưa? Đây, rất là dễ. Câu 30, chúng ta còn 10 câu nữa. Câu 30. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của cái chất tăng dần?
Thế thì ở đây thì cho chúng ta một cái skin này. Ở đây thì cho chúng ta một cái skin nhỏ nhỏ này. Là nhé, nhiệt độ sôi này, ST là nhỏ nhất, xong lên ancol, xong lên axit. Vậy tăng dần đứng cuối cùng phải là thằng axit. Ancol này vứt này, ST vứt này, ST vứt này, axit này. Đứng đầu tiên phải ST này. Đứng giữa là ancol này. Nhìn chưa? Hiểu chưa? Hello Hiền Nga, hôm nay sinh nhật em à? Wow, chúc mừng, chúc Hiền Nga sinh nhật vui vẻ nhá. Thầy thay mặt hàng trăm bạn đang theo dõi video livestream của thầy chúc Hiền Nga một buổi sinh nhật vui vẻ. Và chúc em là một năm sau, bằng giờ năm sau thì em được sinh nhật ở một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. 19 á? Vậy đáp án đúng là bán dê. 19 à? Lan Anh là thanh niên của lớp Live VIP. Live VIP mà yêu cầu là thầy trả lời ngay. Đây Lan Anh ơi, etin butyrat đây, có mùi dứa đây. Butyrat này 1, 2, 3, 4 carbon. Đây là 1, 2, 3, đây là CH2 nhá. CO CH3 được chưa? Etin. Sorry. Chết rồi, mắt thì lé. Chết 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 chết. Không phải đâu, câu 19 sai. Câu 19 là bán dê. Cảm ơn Lan Anh. Thank you Lan Anh. Lan Anh giúp thầy chỉ ra này. Etin đây. 1, 2, 3, 4. Đây là đây mà là etin butyrat nhá. Các em sửa giúp thầy câu 19 đáp án dê. Etin butyrat. Cảm ơn mà Lan Anh. Lan Anh thanh niên lớp live VIP có khác. Mặt tình thế. Mặt tình thế ở rời. Đúng rồi. Etin butyrat. Chính xác luôn. Cảm ơn Lan Anh nhá. Đấy. Cái gì nay đám cưới ở danh dĩ dọn này. Đừng chém gió này. Nào mình có sang câu 31. Thầy còn chưa có người yêu nữa em. Đã đi cưới. Nào mình có câu 31 nào. 31 nào, 31 nào, 31 nào, mình có đến câu 40 cơ. Mình vậy là mình còn 10 câu nữa. Bạn nào muốn thầy chữa full 40 câu chấm cái để thầy biết nào. Bạn nào muốn thầy chữa full 40 câu chấm cái để thầy biết nào. Nào. Đáp án gì nào? Có 31 đáp án gì nào? 31 đáp án gì nào? Các thanh niên comment cho 31 đáp án gì nào? Nghe mẹ khó đấy. Không phải dễ sơi đâu. Đúng không? Xem nhá. Các đồng phân đơn chức của C3H6O. Các đồng chơi phân đơn chức của C3H6O. Hỏi đồng phân đơn chức vậy là mình xét cả đồng phân axit và đồng phân este. Vậy mình có này. Đồng phân axit là C2H5COOH. Đồng phân este là HCOO C2H5 và CH3COO CH3. Vậy mình ưu tiên anh này là quỳ. Ok, mình chiến quất hết chứ, sợ gì. Quỳ thì anh này chuyển màu đỏ. Không hiện tượng, không hiện tượng. Vậy bây giờ còn này, đầu này HCO, đầu này este. Vậy mình nhìn thấy HCO mình nghĩ ngay đến AgNO3 trong NH3 các em nhá. Không hiện tượng này. Kết tủa bạc này. Không hiện tượng này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Các em hiểu bài không? Nào mình sang tiếp này. Câu 32 nào. 32 cũng cực kỳ hay thi. 32 cực kỳ. Tại vì là càng về sau bài càng khó. Chị Nguyễn Viễn Nhi ạ. Bài có thể sắp xếp từ dễ đến khó mà. Nào câu 32. Hơn nữa là cũng ít bạn. Bạn ấy các bạn lười xe. Nên Nguyễn Nhi xe lại bù giúp thầy nhé. Câu 32 nào. Polyvinin acetat. Úi dồi ôi. Polyvinin acetat và metin acetat lần lượt là sản phẩm trùng hợp của. Thế thì polyvinin acetat là sản phẩm trùng hợp của vinin acetat. Vinin acetat là CH3COO CH nối đối CH2 nhá. Vậy nhìn xem nào. Thằng này không phải vớt CH3CO CH nối đôi CH2 được. CH3CO CH nối đôi CH2 được. Tất cả đều sai là vứt rồi. Vứt A vứt D rồi. Vậy mình chỉ còn B hoặc C. Polymetin met acrylat, thằng này hay thi cực. Thằng này hay thi cực luôn. Met acrylat đây này, CC này, C này, COO này, C này. Được chưa? Vậy là có một cái mạch vòng dưới này đúng không? Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta có nhánh, phải là đáp án C, thằng B không có nhánh. Hiểu chưa? Xong nha. Sang câu 33. Sang câu 33. Đề thì sắp xếp từ dễ đến khó mà các em. Càng ngày nó sẽ càng khó lên. Nó đúng theo các mức nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao. Nhưng mà đề này vẫn dễ nhiều. Đề này vẫn cực kỳ dễ. Nào, mình có nào. Câu 33 đáp án gì nào.
Câu 33 đáp án gì nào? 33 nghe mẹ cũng cứng đấy, không phải đùa đâu. Nào, 100 bạn đang theo dõi video live stream, hãy nói cho thầy biết là ý định của em chọn đáp án gì. Thầy không quan tâm gì nhiều, thì chỉ cần quan tâm đến ý định của em thôi. CmH2, CnH2NO2 không phản ứng với natri. Nhìn tất cả thằng này đều không phản ứng natri. Đun nóng axit vô cơ thuộc hai hợp chất hữu cơ chắc chắn là ete. OCOX bằng CO được acetaldehyde. Nhìn nha, thằng này này thì thủy phân thì thu được là HCOO H cộng với lại CH3OH. Thế thì thằng này không oxy hóa bằng CO được, thằng này oxy hóa bằng CO ấy thì thu được HCHO. Thằng này là anhydride formic chứ không phải anhydride acetic. Được chưa? Vậy loại đáp án này. Ok, thank you Lưu Thanh Thảo. Lưu Thanh Thảo nhớ xe lại về tường nhá. Mình sẽ đáp án B nhá. Thủy phân trong axit là cộng nước đúng không? Mình thu được là CH3COOH cộng với này. Đây có dạng này, biến thành anhydride CH3CHO. Thằng này có thằng này không bị oxy hóa bởi CO, thằng này cũng không bị oxy hóa bởi CO bởi vì thằng này là anhydride rồi. Vậy loại tiếp. Hơn nữa đây là CnH2NO2, vậy nó là ethanol đơn. Do nó ethanol đơn nên thằng này là không no này, loại tiếp. Được chưa? D nhá xem nào. Thì phân trong môi trường H cộng và nước thì thu được HCOOH, không tác dụng với CO. Nhưng anh thu được là C2H5OH. C2H5OH mà đi qua CO thì tạo thành CH3CHO acetaldehyde. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhá. Đấy, thấy không? Nào mình sang câu 34 này. Càng dậy thì càng hứng. Càng dậy thì càng hứng. Bao nhiêu bạn quyết tâm cùng thầy đi đến câu 40 nào? Chấm cái nào. Chấm cái mạnh mẽ thể hiện sự quyết tâm đi cùng thầy đến câu 40. Bao nhiêu bạn quyết tâm cùng thầy quẩy đến câu 40 nào? Hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Bao nhiêu bạn quyết tâm cùng thầy chiến tới câu 40? 34 nào. Tỷ lệ 1-2. Thằng này 1-2, thằng này 1-2, thằng này 1-2. Sai, thằng này 1-1 này, vớt. Thằng này 1-1 mà. Vớt. Nha. Bây giờ tạo sản phẩm chỉ gồm có muối và nước. Anh này là tạo thành sản phẩm trong NaOH đúng là 1-2 thật. Nhưng anh tạo thành sản phẩm là CH3COONa cộng với lại C2H4OH 2 lần. Muối cộng ancol, không phải muối và nước. Loại. Vậy đáp án đúng đáp án C. Tại sao nhỉ? Thằng này cộng NaOH thì tạo thành CH3COONa cộng C6H5ONa cộng nước, muối, muối, nước. Thỏa mãn đề bài rồi. Được chưa? Đúng rồi, hết 40 thì off, chính xác. Câu 35 nhá. Các em hiểu chưa? 34 đáp án C nhá. Thế đang giảng từ từ mà khôi đoán. 34 đáp án C nhá. Nhìn thấy chưa? Thầy viết phương trình chúng ta nhìn đấy. Ok, chính xác. Giờ mình sang câu 35 nào. 35 thầy đang giảng cực kỳ từ từ cho các em hiểu. Phản ứng tráng gương. Phản ứng tráng gương à? Ừ, thầy đang giảng mấy câu cuối hơi khó khó này cho các em nhìn này. Nhưng mà dễ lắm, mấy câu cuối thì cần bắt được sóng nó là dễ. Nào, câu 40, câu 35 nào. 35 đáp án gì cả nhà nhỉ? 35 đáp án gì đấy nhỉ? 35 đáp án gì nhà? Khó đấy. Em lưu ý nha, phản ứng tráng gương như nãy thì nói là phải có chó hoặc có HCOOR phải. Chó này, một chảo. Không có, vớt. Không có, vớt. HCOOR phải, hai chó này. Không có, vớt. HCOOR phải, ba chó này. Chó này, bốn chó. Một, hai, ba, bốn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, bốn nha. Ui, Đặng Mai bị nhầm rồi, Trần Thủy Nguyên bị nhầm rồi. Lan Anh chính xác, bốn chất, hoàn toàn chính xác luôn. Lan Anh rất tốt. Xứng đáng thanh niên live VIP. Đấy, thay các thanh niên trong live VIP cực kỳ chất. Ok các em hiểu không? Hiểu rồi thì mình sang tiếp câu 35 nhé. Vậy là chỉ nhớ này, cứ tráng gương là có hàng này. Nha, đừng để bị nhầm nhé. Nào, câu 36 nào. 36, ui, 36 nhìn ghê thế. C9H8O2 A và B đều cộng brom tỷ lệ mol 1:1. Này, gạch chân này. Cộng brom tỷ lệ mol 1:1. Nhìn kỹ nhá. Cộng brom. Ơ, nếu mà bạn nào mà bị mờ thì thoát ra vào lại nhá.
Chứ của thầy vẫn nét căng à? Của thầy vẫn nét căng đấy. Nào, cộng một hôm thì tỷ lệ mon 1:1 chứ gì? Ok, Trịnh Nguyễn Uyển Nhi đúng, rất tốt. Nào, cộng một hôm thì tỷ lệ mon 1:1, vậy thì nó phải có nối đôi CC. Đúng chưa? Vậy là cả hai AB đều có nối đôi CC. Cộng một hôm 1:1, cộng một hôm 1:1 ok. Cộng 1:1, thằng này làm gì có cộng 1:1, làm gì có nối đôi đâu? Vượt. Thằng này cộng 1:1 ok, nhưng thằng này không có. Vượt, vậy vứt nốt dê. Vậy đáp án đúng đáp án. Ôi rồi dễ ợt. Đúng em. Cực kỳ dễ. Nhìn kỹ nhá thì nói. Chỉ có muỗn cộng và rôm thì lại mong một loại hết này. Muỗn A cộng 1:1. Thằng này cộng 1:1. Thằng này không. Cộng. Thằng này cộng 1:1. Thằng này không cộng. Loại hết. Loại gần hết. Đáp án đúng đáp án này. Dễ ợt. Đúng không? Đôi khi ta chỉ cần bắt được từ chốt là xong. Không có gì khó khăn hết. 37 nào. 37 nào. 37 nào. 37 là một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018 đấy. 37 là một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018. Ôi giảng các em máu quá, thầy bị đau họng. Bạn nào chấm cái trong xe lại về tường cổ vũ thầy nào. Thầy bị đau họng rồi. Liên tục tuần nào bị đau họng. Câu 37. Chất X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được hai chất Y Z. À. Z tác dụng AgNO3 trong NaOH3 dư thu được chữ T. Ui lằng nhằng quá. Lằng nhằng quá nhờ. Bây giờ thì thử nhá đáp án A nhá. Em nhìn nhá, em nhìn nhá. Với đáp án A này. CH3, cái này thì giải thử kỹ cho các em chú ý nhá. CH nối đôi CH2. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe nhá. Cộng NaOH vừa đủ này. Thì thu được hai chất Y và Z thì thằng Y là CH3 COONa, cái này viết ra cho các em mới hiểu được. Thằng này thu được là CH3 CHO. Thằng này không tác dụng được với AgNO3 trong NH3, thằng này tác dụng AgNO3 trong NH3 này. Thằng này kích thước nâng cao. AgNO3 trong NH3 này thì thu được chất hữu cơ T thì nó thu được là CH3 COO NH4. Đấy nhà CH3 COH nhưng mà có trong môi trường NH3 nên là CH3 COO NH4, các em hiểu chưa? Thế giờ cho T tác dụng với NaOH thì phải ta lại thu được là CH3 COO Na không? Với hàng này là 1 đúng không? Đó nghĩa là cộng với NaOH thì quay ngược lại trở lại thằng này. Vậy chắc chắn lại thu được chất Y. Đúng chưa? Vậy đề bài hỏi chúng ta là chất Y là chất nào? Chỗ này chắc là đề lỗi, phải chất X là chất nào? Nhá, sorry cả nhà. Chất X là chất nào? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Hiểu chưa các em? Bạn nào chưa hiểu thì viết lại cái phương trình này lại vào vở nhé. Viết lại cái phương trình này vào lại vào vở là hiểu. Thầy nói lại này. Giả sử đáp án A này, cộng NaOH dư này thì thu được CH3 COONa này, thằng này không trắng gương này. Thu được CH3 CHO, thằng này trắng gương này. Trắng gương tạo thành CH3 COONH4 này, do trong môi trường NH3 đánh nghĩa là CH3 COH. Trong môi trường NH3 thì tạo thành CH3 COONH4. Cộng NaOH thì quay ngược trở lại thành CH3 COONa, thỏa mãn nên đáp án đúng chúng ta đáp án A. Hiểu chưa nào? Thanh niên nào chưa hiểu thì xe lại về tường nhá, xe lại về tường công tác các bạn vào nhá. Mình sang câu 38 này. Đây là chuỗi một số câu vận dụng cao thôi nhá. Mình sang câu 38 này. Cho ST2 trước. Cho ST2 trước thủy phân X trong NaOH STX2 trước. Thủy phân X trong NaOH dư thu được ancol Y và dung dịch muối Z. À vậy này, mình có này. Ancol Y và dung dịch muối Z, vậy thằng này là hai chức là RCOO R phải COO R phải, bởi vì chỉ thu được một ancol Y thôi mà. Thì thủy phân trong NaOH thì có phải mình thu được là RCOONa COONa không? Đây là muối Z nhá. Cộng ancol chúng ta là R phải OH đúng không? Đây là ancol Y nhá. Nung Z với NaOH trong CaO thì phải nó cắt mất thằng này, cắt mất thằng này để còn là RHH. Được chưa? Được hợp chất hữu cơ T bằng số nguyên tử carbon trong Y. Vậy có nghĩa là carbon trong R phải bằng carbon trong R. Được chưa? Carbon trong R phải bằng carbon trong R. Đây là Y, đây là Z. Thế vậy thằng này kém thằng Z là 2 carbon. Vậy chắc chắn thằng Z hơn thằng Y 2 carbon. Z và Y cùng số carbon, vứt Z hơn Y 2 carbon. Đúng. Nhìn thấy chưa? Nhìn kỹ nhé. Nhìn kỹ lại một lần này. Anh này cộng NaOH thì thu được RCONa và RCONa. Đây là phản ứng vôi tôi sút. Nếu có một nhóm CONa thì vứt đi một carbon, nhưng đây là có hai nhóm nên vứt đi hai carbon. Hai carbon này suy ra là RHH này sẽ kém hơn thằng Z này là hai carbon, nhưng thằng T lại cùng số nguyên tử carbon với Y nên suy ra Y theo tính chất bắc cầu, Y sẽ nhỏ hơn thằng Z hai carbon nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 39 này.
Câu 39, câu 39 nha. STA chứa tối đa 4 người tử carbon. Vậy nó nhỏ bằng 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vượt. Tối đa 4 mà. Đúng chưa? Thủy phân hoàn toàn A thu được B và C. Cả B, C đều phản ứng trắng gương. Từ chốt này. Cả B, C đều phản ứng trắng gương. Thế thì bây giờ câu chuyện ta đơn giản lắm. Giả sử thằng B này nhé. Thủy phân này. Thì thu được HCOOH cộng C2H5. Thằng này trắng gương nhưng thằng này không. Vượt bể. Sẽ nhận đáp án A nhé. CH3COOH. Thằng này trắng gương không? Không. Vứt A luôn. C này. HCOOH. Cháu này trắng gương. Do đầu HCO. Cộng với cháu này là CH3CHO. Trắng gương nốt. Vậy đáp án đúng đáp án C. Ok, các em hiểu không? Cực kỳ dễ đúng không? Cực kỳ dễ. Và bây giờ chúng ta đến câu bót của tối ngày hôm nay, câu 40. Và bình thường thì đến những câu bót để chúng ta giảm mất 50 mắt xem, đúng không? Đúng như thầy dự đoán. Đấy, những thanh niên nào chưa xem video live stream lại về tường để xem thật nhanh. Vậy câu 40 là một trong số những câu thuộc dạng vận dụng của đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Và nó cũng chính là một trong số những câu mà thầy nghĩ rằng là các em sẽ rất rất dễ gặp phải trong năm tới nhá. Thế là thầy live stream buổi này để cho các em cũng thể học được. Ok, nào mình có. Câu 40 đáp án gì? 40 đáp án gì? STE có công thức phân tử C8H8O2. STE có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng dung dịch NaOH thu được hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên. Lưu ý là thu được sản phẩm hai muối. Vậy chắc chắn nó là STE của phenol. STE của phenol. STE của phenol là nó có dạng RCOOC6H4R phải. Nhìn rõ chưa? RCOOC6H4R phải. Mi mèo toàn comment liều. Vậy đây mình có này. HCOOC6H4CH3. Thằng này có một đồng phân nhá. Đúng không? Đúng không? Thằng này một đồng phân nhá. Cẩn thận bị lừa này. Bị lừa đấy. Bị lừa đấy. Không phải thằng này một đồng phân đâu. Nhìn kỹ này. Nhìn kỹ này. Đây là HCOO đúng không? Xét 3 điền trong nhánh đúng không? Trục đối xứng này, đừng để bị lừa. 1, 2, 3 thì có 3 vị trí điền HCO. Vậy thằng này là có 3 đồng phân này. Riêng thằng này có 3 đồng phân này. Nhớ chưa? Hoặc xét 3 đính đây, đính đây, đính đây. Nhá. Tiếp tục, còn một thằng nữa là CH3COOC6H5 phenol, thỏa mãn. Vậy thằng này đồng phân số 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. X tác dụng nào hát thu được sản phẩm của hai muối đây, có hai muối này. Số công thức cấu tạo thỏa mãn. Ôi, sao Phạm Thủy ra tận 6 đấy em? Phạm Thủy. Ở đây đề bài hỏi là sản phẩm có hai muối nhá. Thì hai thằng này đã ra được hai muối này. Được chưa? Thằng này đính vào đây 1 2 3 nhóm CH3 chạy đây này. Thế thằng này thằng số 4, tổng là 4, chính xác, chỉ có 4 thôi. Nhá. Các em hiểu bài chưa? Các em ơi, các em hiểu bài chưa? Đấy nhá. Buổi câu 40 là câu bót của tối ngày hôm nay thì chúng ta chọn đáp án C. Hẹn gặp lại các em vào 20 giờ 30 tối thứ tư. Chia dạng bài tập ST. Chia dạng ST. Bye bye. Chào tạm biệt, chúc các em ngủ ngon nhá.